Có thể nói truyền thông là một phương tiện không thể thiếu để giúp các ngôi sao khẳng định vị thế cũng như công chúng chú ý và biết đến nhiều hơn. Từ trước đến nay, đường đua tạp chí được xem là ác liệt và không kém gì đất diễn trên sân khấu. Việc các ngôi sao xuất hiện với vai trò gương mặt trang bìa của các tạp chí danh giá thế giới và là niềm tự hào của đông đảo người hâm mộ. Và cũng chính vì điều này giúp cho các số báo được săn đón và thậm chí là cháy hàng ngay từ khi phát hành. Vương Nhớ Bát đã chào đón vào năm 2024 với tạp chí Harper's Bazaar số khai niên tháng 1 năm 2024. Trong lần xuất hiện này, Vương Nhớ Bát đã khiến mọi người phải trầm trồ với mặt mộc và cùng với mái tóc xoăn lạ lắm. Không chỉ như vậy, Vương Nhớ Bát còn khiến cho mọi người bất ngờ vì khả năng quảng bá ngày càng tiến bộ hơn. Tạp chí cũng đã chia sẻ rằng thức dậy trong đêm và nhảy múa trong gió. Và lần này, Vương Nhớ Bát xuất hiện mà không trang điểm, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, tư thế, bước nhảy và các khía cạnh để thể hiện khoảnh khắc chân thực của chính mình. Ngay sau khi loạt ảnh mới nhất của Vương Nhớ Bát được công bố thì chủ đề này đã lập tức lên tìm kiếm nóng. Tạp chí Harper's Bazaar đã cho biết, lúc này đây chúng tôi lấy hình thể như một khúc dạo đầu để khám phá ranh giới cảm xúc của anh ấy. Dùng cơ thể như một ngôn ngữ để thay thế vô số những nhận xét và mô tả, chấp nhận tính xác thực và những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được. Ngay sau đó, các blogger thời trang cũng đã lên tiếng khen ngợi bộ ảnh mới này của Vương Nhớ Bát và họ đánh giá cao màn trình diễn của anh ấy tại Harper's Bazaar lần này. Gu thời trang của Vương Nhớ Bát ai cũng thấy rõ, từ những năm 2022 anh ấy đã chiếm top 3 và top 6 trong top 10 tạp chí thời trang. Vào năm 2022, anh ấy cũng không kém phần xuất sắc, Vương Nhớ Bát đã chiếm một trong các giải vàng, chín và bạc, chiếm hai trong số 10 trang bìa hàng đầu của năm. Các hãng thời trang đã lý giải về lựa chọn Vương Nhớ Bát. Đối với thời trang Cosmo của Vương Nhớ Bát, họ đã nói rằng anh ấy, người đã xuất hiện trang bìa ở tạp chí lớn năm ngoái, lần đầu tiên lọt vào danh sách top 10 hàng năm của chúng tôi. Với chiếc ván trượt gãy, đôi mắt bướng bỉnh, nhướng mày trái, yếu tố số 5 phổ biến và cái miệng bị che, những chi tiết này đều cùng nhau tạo nên bức tranh vô cùng căng thẳng, cho phép chúng ta trực quan cảm nhận về những gì anh ấy đang nói, những cảm xúc và năng lượng được truyền tải. Về tạp chí thì phiên bản Trung Quốc của Vương Nhớ Bát, đôi mắt phóng khoáng và đôi chân duỗi thẳng cho thấy khả năng di chuyển dễ dàng trong thế giới thời trang. Đối với tạp chí thế giới của nam GQ của Vương Nhớ Bát, họ nói rằng số tháng 10 tạp chí GQ của Vương Nhớ Bát là trang bìa tạp chí thời trang nam có tổng số lượt bình chọn cao nhất của năm 2022. Được in hình Vương Nhớ Bát và chiếc mô tô yêu thích của anh ấy. Anh ấy có phong cách cá nhân mạnh mẽ, trượt ván và hip hop đã mang lại cho anh ấy sự hiểu biết độc đáo về xu hướng. Có thể gây được tiếng vang với giới trẻ đương đại, thời trang của Vương Nhớ Bát luôn có một nét quyến rũ riêng, quý phái nhưng không gò bó, xa cách nhưng chỉn chu, phong cách hay thay đổi nhưng sôi động và linh hoạt, đa năng và ngầu bổ sung cho nhau. Và hôm nay mở bán tạp chí trang bìa Harper's Bazaar số khai niên 2024 của Vương Nhớ Bát, giới hạn 50.000 bản đã được bán hết chỉ trong vài giây. Trong bộ ảnh hơn 40 hình ảnh, Vương Nhớ Bát không hề trang điểm, phối với rất nhiều trang phục như denim, áo sát nách, vải tuyên xuyên thấu. Và chúng ta hãy cùng xem qua loạt ảnh của Vương Nhớ Bát để cảm nhận được rõ hơn.